Chào các bạn, đây là cái mẫu đèn đường năng lượng mặt trời mình mua bên Phát Đạt ha. Mình thấy bên đó bán giá khá rẻ hả các bạn. Một cái mình mua gồm một cái đèn và một cái chân này mà chỉ có là 280k thôi ha. Lưu ý thì cái đèn này thì nó sẽ không bao gồm remote nha các bạn, nó không có remote ha. Nó chỉ có bật ốc kèm theo thôi. Đây, chân đèn thì nó sẽ ghi solar light 100W nha. Đây, một số thông tin của nó. Đèn kích thước khá to nha các bạn. Chiều dài của nó là 50 cm ha. Chiều ngang là khoảng 23 cm. Còn tấm pin, kích thước của tấm pin, chiều dài là 40 cm, chiều ngang là khoảng 22 cm nha các bạn. Này, tấm pin thì mình coi sơ chất lượng gia công của tấm pin cũng khá tốt ha, không thấy có lỗi gì hết ha. Này, ở đây thì sẽ có hai học led, mỗi học thì sẽ có 48 chip led, hai học là 96 chip led nha các bạn. Cái nhựa thì mình thấy cũng khá ok, vì không có remote điều khiển nên mình chỉ có bật tắt bằng công tắc ha. Đây, mình chỉ có đó, khi có ánh sáng thì tắt ha, khi trời tối thì tự bật thôi. Rồi, này mình sẽ coi ngoại thất bên trong ha. Đèn này thì mình đã tháo ra sẵn rồi nha các bạn. Đây, tấm pin là toàn bộ bằng thủy tinh hết ha. Rồi, cái này là bên trong đèn ha. Đây nó sẽ gồm một viên pin. Đây, viên pin này có model luôn các bạn, model nó đây ha. Dung lượng thì là 5A ha. Đây có mặt bảo vệ luôn, có kèm theo mặt bảo vệ luôn. Khá ok nha các bạn. Đây, mặt điều khiển chính đó nha các bạn. Rồi, đây là hai chip led ha. Trên này cũng có mua đèn sẵn luôn ha. 10 x 60mm 5730 48 led. Thế là quá ok nha các bạn. 280 mà mình được một cái đèn với tấm pin to như vậy. Viên pin 5A nữa là thấy quá ngon ha. Chi tiết là nó không có remote điều khiển thôi. Mình sẽ xem đo thử xem cái tấm pin này được bao nhiêu watt nha các bạn. Đây, rồi giờ mình sẽ đo volt trước ha, volt mà khi có tải nha các bạn. Phát chứng con nha các bạn. Rồi mình sẽ thử khi có bỏ mặt ha. Đây, khi hở mặt là 6.7V ha. Vậy tấm này tấm 6V nha các bạn. Rồi mình sẽ đo dòng của nó luôn.
1 phức 29, coi như 1 phức 3A nha các bạn. 1 phức 3A ha.